em còn quá trẻ, em phải trải nghiệm. Rồi, bé còn nhỏ lắm. Hay là để chị ngồi chỗ đó cho. Hay là để chị ngồi chỗ đó cho. Mà ngày xưa đôi ta vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát, vuốt tay nhẹ dịu dàng mềm tóc em thật êm. Em có thể bớt đi được hay không hả? Mình phải giúp em ấy nhở. Em có thấy trong cái nụ cười ấy có một tí xíu nghiện ngượng ngùng không hay không? Em nhìn qua sân thạch ST giùm anh cái. Nói vậy người ta sẽ bị tổn thương ít nhiều đó em à. Nhiều lúc là mình nhìn nhiều quá rồi nó bị chán. Tóc lãng tử đó, cái áo vest đó, cái cách mà anh ngồi nói chuyện. Ôi đàn ông, thật sự là đàn ông hiện lên trong mắt bạn. Và cái mà bạn nói là Ngọc rất tin, đó là người đàn ông. Thôi em cứ nói đi ở đây. Bây giờ trong cái câu chuyện của em là không có anh. Em quên hẳn người ta luôn. Và người ta nhắc khéo em bằng câu nói đó đó Ngọc. Mà anh đang thắc mắc là tại sao khi mà người ta giới thiệu một cái chàng trai phòng tập gym thì Giang mới bắt đầu tìm hiểu những cái gì trên cơ thể của mình vậy em? Dạ, xuất sắc. Một câu hỏi rất hay. Hãy trả lời Sơn Thạch à, tại sao vậy cũng? Dạ không, tại vì là khi mà mình thấy những cái người đẹp đó anh, là mình cũng muốn ngắm nhìn lại bản thân của mình coi mình có đẹp hay không. Thì tự dưng em phát hiện ra có hai cái lỗ như vậy. Chứ không có cái gì đặc biệt cả. Em thì lại nghĩ là lúc mà thấy Lê Hải đó thì Giang bối rối, Giang rút vào nách. Thì thấy được cái lỗ. Đúng rồi, chợt thấy được cái lỗ tìm, đó. Tìm điểm che chở. Thôi, đừng nghiêm túc nè. Bây giờ tôi không cần hai cô gái này nói nữa. Em còn quá trẻ, em phải trải nghiệm. Rồi, bé còn nhỏ lắm. Hay là để chị ngồi chỗ đó cho. Hay là để chị ngồi chỗ đó cho. Mà ngày xưa đôi ta vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát, vuốt tay nhẹ dịu dàng mềm tóc em thật êm. Mời cô bé ngôi sao bốn cánh. Sao ở đây thiếu một bản vậy? Bản gì em? Người yêu Lan Ngọc. Người yêu Lan Ngọc. Người yêu Lan Ngọc. Ngọc Ngọc Ngọc. Con bé này thiệt. Sao tự nhiên thiếu cái bản rồi sao? Em có thể bớt đi được hay không hả? Mình phải giúp em ấy nhở. Em có thấy trong cái nụ cười ấy có một tí xíu nghiện ngượng ngùng không hay không? Thật sự là chàng trai này á, có cái nụ cười mà Ngọc nãy giờ Ngọc ngồi đây Ngọc không thể nào chịu đựng nổi. Em nhìn qua sân thạch ST giùm anh cái. Nói vậy người ta sẽ bị tổn thương ít nhiều đó em à. Nhiều lúc là mình nhìn nhiều quá rồi nó bị chán. Giống không, như em... là em đóng phim chung với anh em chán anh quá rồi luôn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Giang, phim sao anh mời em nha Giang. Thôi nói chứ, Giang nghĩ đã có chủ là sai rồi. Không phải người đàn ông nào dễ thương và đáng yêu cũng sẽ có chủ. Đôi khi người ta rất là khó để tìm kiếm một người hoàn hảo. Nên em nghĩ là phải đã có chủ đi. Ủa gì kỳ vậy? Có gì giữ cho em? Em hiểu, ngày hôm nay là chỉ có 3 khách mời thôi. Có một khách mời đến đây là coi mình như thí sinh nên không chị nghĩ là em chỉ nên nghe lời chị thôi. Mấy người này là đánh lạc hướng để okay. Mà hả? Không, đây. Em đừng lèn xuống đi. Người đàn ông duy nhất của chương trình nói một cái gì để cho ta thấy sự chững chạc của mình đi nào. SC thì không phải là một người trải nghiệm nhiều nhưng mà vậy thôi khỏi nói. Khoan khoan từ từ á. Ở đây có 5 người, các bạn nhìn đi. Cả 5 chàng trai này đứng để mặc vest và có cái chàng trai đầu tiên á là cái quần bị ngắn nhất thôi. Thấy không? Đó. Nhưng mà đó. Nếu như người ta đã có chủ thì chắc chắn là cái người thân của người ta, vợ của ta hay là người yêu của ta sẽ chăm lo về cái chuyện đó. Exactly. Tinh tế nè, em thấy không? Tinh tế là cái này nè. Màu xanh đi. Hay chị chơi với Lan Ngọc đi, Lan Ngọc tinh tế lắm chị. Trong cái đoạn clip hồi nãy là có một cái đoạn đó là anh chàng này đi chung với một anh chàng màu tím. Ôi mà vẻ mặt rất là thẹn thùng. Em thấy luôn. Em thấy rất rõ, vẻ mặt rất thẹn thùng giống như là anh mua cái đó đi. Mua đi mà. Em thấy cái mùi đó hợp với em đó. Cái vẻ mặt của người ta không hề như vậy nha. Không, mọi người có thể coi lại cái đoạn đó. Em thấy rất rõ. Em nghe được cả thoại của hai người đó đối thoại với nhau luôn. Không, cái thoại đó là như vậy nè. Anh muốn mời cô bé Lan Ngọc quảng cáo nước hoa. Trời ơi, cô bé đó hả?
Con bé đó khá kỳ lắm anh ơi, đừng có mời nha. Đi hai đứa dắt đi ra quán cà phê ngồi nha. Giống nhau quá vậy. Thấy hợp vậy? Lý ghê luôn á. Tự nhiên thấy anh chàng kế bên giống như là muốn khẳng định chủ quyền của mình và khẳng định luôn giới tính của anh này, nên em bánh nghĩ bánh bèo bớt đùng chạm lại đúng không? Đúng kiểu... rồi, à, đúng okay. rồi. Đó, nên em cũng cho một màu tiêm hoa sim ơi, màu tiêm hoa sim. Bài gì vậy bé? Không hiểu bài có gì. Bài gì? Không nghe có bài gì mà màu tiêm hoa sim đó chị? Đó là bài những đồi hoa sim. À, những đồi hoa sim ơi, những đồi hoa sim. Vẫn chưa tiêm. Nghe ra bài đó. Ok, cảm ơn em. Chán ghê luôn. Mời SD. À, lúc mà em xem chương trình ở nhà em cảm giác là cái show này chắc sẽ dễ lắm, tại vì đúng mình rồi đó, đúng mình rồi nhìn đó. Mọi thứ nó rất là ở nhà mình coi mình phát hiện ai tím liền đúng rồi tại đó. Nó quay rất là cận hiểu không, còn bây giờ mình ngồi thưa ở đây nó quá khó anh đi. Chị ở nhà các anh chị cũng chỉ là phán đoán vậy thôi, nhưng mà đúng lắm ngồi cái tâm lý ở đó gác chân lên bồn tắm nó không có làm gì đâu trời mà ơi, cái này tím chắc nè đó thì như vậy đó, nhưng không. Mà đến đây không thể nào mà phân biệt được. Hãy nhìn cách anh ta để tay sau lưng, bụng rất sát, có nghĩa anh này có tập gym. Body hiện nay là săn chắc nha. Hai cánh tay u lên là vì chuột đồng cao lạnh nó lú ra hai bên. Đúng chưa? Nhìn đi. Chắc tôi về phía hai con em tôi quá. Nhưng mà không xét theo cái khía cạnh là giới tính thứ ba đi, những cái người mà tinh tế vậy á, chắc chắn là người ta sẽ có xu hướng là người ta có người yêu rồi. AC vẫn nghĩ là cái người này là một người đã có chủ rồi. Không, em thì không nghĩ bạn này có màu tím phủ quanh đâu, nên em nghĩ anh chàng này độc thân. Rồi em sao? Sơn thật. Coi trong cái clip này á, thì thấy là chàng trai này rất là có tâm. Có tâm là sao? Có tim á. Tim mà rất là sâu sắc. Tim mà sắc nữa thì là tím rồi chứ gì nữa mọi người. Tim sắc tím hả? Trời ơi, thi luận khủng khiếp cái mức độ đó thì không còn nói gì nữa. Trái tim ha trời. Người ta hay thường nói con gái là có trái tim nhiều ngăn, nhiều đường, nhiều lối, thì bắt buộc phải luồn lách. Ok, bây giờ làm sao? Nghe nè, cho lên gần tí xíu rồi. Không được chị. Không, tại chị bị cẩn á, mà cái à, khó thế à chị. Rồi, lên coi liền. Em đi chung với được không? Ngọc, người ta được em nên ở lại. Sẵn coi Ngọc, luôn. Ngọc. Tính không vậy? Thôi, đi về, thôi, trời ơi. Tôi mới chặn cái đầu này, cái bên màu đỏ. Bạn đi về đi. Ngọc, em sao cưng? Em nghĩ người bạn này không hề hợp với lại em đâu. Đại hợp với chị chứ gì? Em muốn ngồi vào chỗ đó một lần nữa. Trời ơi, đã rồi. Em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Em muốn cái gì đây? Thể nào cưỡng lại. Mà tại sao vậy? Ekip chương trình làm một cái cần nhíp. Thật sự là không thể nào mà cưỡng cần lại nhíp. Cái mái tóc lãng tử đó, cái áo vest đó, cái cách mà anh ngồi nói chuyện. Ôi đàn ông, thật sự là đàn ông hiện lên trong mắt bạn. Và cái mà bạn nói là Ngọc rất tin, đó bạn là người đàn ông. Thôi em cứ nói đi, ở đây bây giờ trong cái câu chuyện của em là không có anh. Em quên hẳn người ta luôn, và người ta nhắc khéo em bằng câu nói đó đó Ngọc. Ráng đi, tư vấn cho người ta số sao, anh kêu họ mời em làm khách mời nha. Ok. Em có kết không? Em kết thì cà phê kết sẽ mời em vô làm khách mời cho số sao. Ok. Đây là một bạn chàng rất rất là đáng yêu, rất là đàn ông. Và chị nghĩ là cái sự chân thành của ảnh sẽ xoa dịu được trái tim của em. Và chắc chắn đây là một anh chàng độc thân. Thật ra là em thấy bạn nữ ở đây hơi tội nghiệp một tí xíu. Và cái mặt bạn rất là ngại ngùng, mặt bạn rất là buồn. Bởi vì xung quanh đây cũng có đáng những người chị cố vấn mà hơi kiểu tranh giành về phía bản thân mình hơi nhiều đó. Thật đó kỳ lắm. Trời ơi, gật đầu. Con bé nó lắc đầu, nó kêu chị ơi đừng làm gì bây giờ. Nó nói gì đó. Cái bạn này á, thì hồi nãy trong cái đoạn clip bạn có nói một cái chuyện là cô đơn á, xong bạn rất là ngập ngừng. Nói dấp thôi em, có gì hết. Quay á, chưa quen nói dấp thôi. Ừ. Có một cái gì đó nó sai trái ở trong đây. Trong năm người ở đây thì đây là chàng trai mà đứng với một tư thế gồng nhất. Trời ơi chán anh ghê luôn á. Người ta là cái người mà người ta lái mô tô, anh hiểu không? Mọi người có xem năm anh em siêu nhân không? Khi mà họ đu trên cái con sư tử đó, lúc sau xuống là tay họ như vậy. Từ mô tô đẩy qua tới năm anh em siêu nhân. Nào, khi mà một người mà người ta đủ mạnh mẽ
thì chắc chắn rằng là người ta sẽ thoải mái thôi. Mình không có cần phải chứng tỏ rằng là mình là một người mạnh mẽ. Còn đó đây là một xòe xòa, anh hay tôi lớn hơn hai mình. Hai cô gái quá. Không đả kích khách mời của tôi, dù anh ta có như thế nào đi chăng nữa cũng không được đả kích tâm lý của khách mời tôi. Em được quyền tiếp tục bảo vệ cho ý kiến của mình. Thật ra nếu như mà hôm nay anh có xòe xòa thì anh cũng mặc đồ đúng thời tiết chứ không như anh Hành của anh. Anh không còn quan tâm tới ý kiến của em nữa. Em là một người không còn lập trường nữa. Anh Thư, tôi cần ý kiến chân thành của bạn. Sau khi mà áp sát đối tượng thì okay, bạn này vừa cứng vừa mềm á, đúng không? Đang đứng cái dáng này rất là mạnh mẽ, rất là đàn ông. Nhưng mà khi mà để cái tay xuống giống hồi nãy đó là cảm giác nó hơi bị gồng, bị biểu diễn chứ. Ok, bây giờ để cho mọi người thấy nó có cái gì đó thuyết phục hơn. Anh đứng anh cho em một cơ hội để tì tay vào vai bạn ấy một lần nữa. Đúng. Giang, anh đang nói Ngọc. Cảm ơn em. Không. Đi, chậm. Đừng hấp tấp. Tại tính. Sao Ngọc được mà em thì không? Ê, bên này. Em biết rồi, em lái xe. Quá trời. Hai chị em, mỗi người để một cánh tay vào vai bạn ấy. Để sâu xuống để coi cái phản ứng bạn ấy như thế nào. Vai anh ở chỗ nào? Rồi, 1, 2, 3. Rồi, cái sàn này ai đâu, cái thiết kế ơi, sửa lại đi, kỳ quá. Gạt chân cho té nè, đi về. Nói chung là xanh. Chắc nhìn chắn bạn không. Màu xanh lá. Còn một điểm mấu chốt cuối cùng nữa là bạn này có một hàm răng sứ màu tím. Chị này hàm răng sứ gì mà màu anh tím. Anh lắc đầu. Răng thiệt má. Trời cười quá răng đẹp thiệt. Luôn á. Nàng cười là cái cơ cưng. Răng thiệt mấy chị Bảy ơi, răng thiệt. Thôi đưa bạn đi nào, hai người đưa bạn đi. Bạn đi. Ganh tị nè. Ganh tị nè. À lướt. Nhưng mà đây là một cái trường hợp rất là khó để xác định. Ông này ông có những cái quy chuẩn riêng do ổng đặt ra, đúng không em? Đúng, tại vì người ta hay thường nói vui với nhau là khi mà có bạn gái rồi thì rất là dễ bị nắm đầu, nắm tóc. Thì bạn không có thích cái điều đó nên bạn cạo trọc đầu mình, đúng không? Đúng, người ta nói nắm kẻ có tóc hay nắm kẻ để đầu không có tóc. Nên em thì em đang đắn đo ở cái bản độc thân với lại bản màu tím. Ủa có tím hả bé? Tím hả? Có một chút xíu thôi. Em nghĩ là một chút xíu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ quyết định là màu xanh lá cây nha, độc thân. Mời Sơn Thạch. Trong cái clip hồi nãy thì có một cái đoạn mà đi phượt cùng với nhau những người bạn á. Nhưng mà cái đó chỉ thoáng vào một kiểu tích tắc thôi. Cho nên là em nghĩ rằng là đây cũng là một cái anh chàng mà đã có chủ rồi. Và thường là hầu hết những người ngoài kia thì người ta sẽ dễ có gia đình hơn. Và người ta sẽ sớm có gia đình hơn ở trong này. Buông chạy cuộc sống lo vợ lo con, tóc không còn. Cho nên là SC cũng chọn màu đỏ. Ok, màu đỏ. Thảo nào họ thân nhau, đúng không? Bây giờ mối quan hệ của Ngọc rạn nứt thì ST đã tấp về bên phe của anh Thư.